Mẹ tôi phải nói tiếp cái bộ trước vẫn vẫn chưa xong hết tất cả. Nói về cách mà Python quản lý các cái biến nhớ. Là việc không biết là cho hồ sơ ở chương 4 ấy. Chúng ta làm tiếp chương 4 nhé. Quản lý biến nhớ này. Hôm trước cần cái quản lý biến nhớ thì có hai điều cần cần chú ý nhé. Từ bốn trước ấy. Thứ nhất ấy, là khi mà chúng ta ra cái lệnh nào đó, ví dụ như chúng ta ra cái lệnh như này để gán một cái tên cho một cái đối tượng dữ liệu thì thực chất là như nào? Thực chất là máy tính nhà Python sẽ tạo ra một cái đối tượng ở trong bộ nhớ, một cái nó gọi là một cái p object nhé, và đối tượng này nó có bốn cái tham số. Thứ nhất là kiểu dữ liệu mà tạo ra. Thứ hai là cái giá trị của cái dữ liệu đó, của cái kiểu dữ liệu đó. Thứ ba là cái địa chỉ ô nhớ, là chính là cái hàm id, là cái địa chỉ của cái vùng nhớ mà lưu cái biến này, lưu cái đối tượng này. Và cái đối tượng thứ tư nó gọi là reference count, anh đi được của nó là reference count. Nhưng mà là một đối tượng nó có bốn tham số, và cái tên A đó nó được trỏ vào đây. Trước em nói đây là cách quản lý của Python. Nếu chúng ta mà ra cái lệnh là b bằng a thì cái đó thì b làm tên mới cũng trỏ vào đây. Nhưng mà cái điều này là khác hẳn so với cách quản lý của Pascal và C. Đấy, ở đây tôi sẽ dừng lại một chút nhé, cho với giả sử chúng ta có cái lệnh như ở trên, nhưng mà đối với Pascal thì sao? Giả sử nhé, chúng ta cho cái lệnh là a gắn a vào một cái mảng gì đó ở trong cái được tôi viết này cho nó dễ này nhé. Thì khi đó thì đây là Pascal nhé, thì cái đó máy sẽ tạo ra một cái vùng bộ nhớ và lưu cái 1 2 này, và đặt tên cho vùng bộ nhớ này là a. Như vậy trong Pascal ấy thì cái A này là cái địa chỉ chính xác của cái bộ nhớ, cái vùng nhớ mà lưu cái giá trị này, không được thay đổi. Giả sử tôi viết là B bằng A thì máy sẽ copy cái này ra mà tạo ra một cái vùng nhớ mới của trong bộ nhớ đặt tên là B, và nó copy giá trị của nó vẫn là 1 2 đây. Tại như vậy là cái lệnh B bằng A ở trong Pascal, trong C tức là như thế này. Nhưng mà ở trong Python thì nó lại khác. Thì cho chúng ta vẫn nhờ người vẫn có thói quen cái kiểu cũ ấy, là dùng là trong Pascal và C thì chúng ta gán B bằng A, nghĩa là chúng ta lưu cái A vào cái biến B và cất đi một chỗ để dùng sau này. Thì đó là cách chúng ta vẫn nhớ trong đầu như thế, đầu đối với Pascal và C, nhưng mà đối với thằng này thì không phải. Khi chúng ta tạo ra cái b bằng a thì hai cái này nó là một luôn, nó chỉ vào cùng một đối tượng luôn đó. Cho nên cái đây là cái sự khác biệt rất lớn giữa hai bên nhé. Đấy. Thì đối với em đây, thì đối với em Python thì như thế này, giả sử tôi đoán như này nhé, 1 2 thì khi đó thì cái kiểu của A thì ta biết rồi, là ta dùng lệnh type thì ta ra cái kiểu của cái đối tượng A là list này. Rồi chúng ta muốn tìm hiểu xem cái vùng nhớ của nó là nằm ở đâu, ta gọi lệnh ID của là chỉ ra cái địa chỉ của cái ô nhớ mà lưu cái biến lưu cái đối tượng A đó. Đấy. Được chưa? Đối tượng A đó. Còn cái biến còn cái giá trị là reference count thì chúng ta sẽ phải đây, chúng ta sẽ phải dùng lệnh này. Chúng ta mà muốn chưa nói rồi tôi lại nhé, chúng ta import
import tiền đây chúng ta from cái thư viện này chúng ta import cái lớp là C long cái này nè. Cái C type mà là các cái thư viện bên ngoài của C mình dùng được quyền dùng trong Python, còn cái C long là cái lớp dữ liệu ở trong cái C type mô tả cái kiểu dữ liệu long nhé. Thì chúng ta dùng cái C long chấm chúng ta dùng cái gì nhỉ, dùng cái hàm mà tên xem lại tên mà tên của hàm đó là from address from này nó có cái tên của nó xin long from address còn chúng ta có cái id này xong rồi chấm value. Đấy, thì đây là cái này là nó tính mà long form address để tôi tìm cái gì xác cái tên của nó hay dùng mà cái này nó dài cũng nó cũng không được nào nhớ nổi à, sao nó sai chỗ nào à xin lỗi ta chưa gọi đây là vấn đề chưa ID không phải chúng ta phải gõ cái địa chỉ đã nên là cái địa chỉ bằng ID của A đã chưa 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 tách ra rồi thì bây giờ tôi có quay lại nhé này tôi này học tôi để nguyên kiện này cái nhà này nó sẽ tính được cái reference cao của cái đó được cái này này cũng được à. Hơi là nhầm một tí nhé ra là một ấy. Như vậy là cái reference cao là một cái reference cao là cái gì chứ hôm trước tôi nói rồi nó cái này nó là gì nó là chỉ số lượng các cái tên được chỉ vào cái đối tượng này khi chúng ta gõ lệnh a bằng như này thì chỉ gõ một mình cái a trỏ vào thôi thì nó cũng là cái này nó là một giờ tôi giờ sẽ tự đoán là b bằng a thì khi đó nó chạy lại cái này nó sẽ ra là hai ngay nên nó hơi dài một chút đó là cách một cách thứ hai là chúng ta ở trong cái module sys thì nó có cái hàm này, này nó có cái hàm import nó có cái hàm là get reference cao hàm này cũng là hàm tính tính cái reference cao của một cái biến nào đó biến tra này get này reference cao của cái biến a thì nó sẽ ra là thì nó không ra là hai mà nó ra là ba thông thường là nó sẽ bằng gì nó sẽ bằng hiện nó sẽ bằng cái số thực sự kia reference cao của cái đối tượng đó cộng thêm một nữa cái này là tôi giải thích sau nhé. Vậy chúng ta có hai hàm, một là cái hàm này, đây là cái hàm nằm trong cái thư viện là C types nhé. Đấy. Còn cái hàm thứ hai là hàm get reference cao thì nằm trong cái thư viện là sys. Đấy, cái này. Nhưng mà có hai hàm có thể tính được cái reference cao. Như vậy là một cái đối tượng mà được tạo ra ở trong Python nó có bốn tham số. Nó có bốn cái tham số. Là type là kiểu của nó là value giá trị của nó, ID là cái địa chỉ mà cái ô nhớ và cái reference cao là số lượng các cái tên được chọn vào nó. Thì Python nó có cái chức năng là nó tự động nó dọn rác. Thế nên là nếu một cái reference cao này mà nó bằng không thì nó cái biến nhớ cái biến này cái giá đối tượng là tự nó sẽ xóa đi. Đấy chưa? Đây lấy ví dụ nhé. Thôi được. Đặt lại cái DC này bằng này. Nó chính là cái này này. Địa chỉ này nhé. Đây.
Bây giờ tôi đặt A này, tôi đặt A bằng bằng 10 này, thì A nó trỏ sang đối tượng mới, thì khi khi đó thì cái này nó sẽ cái này nó sẽ còn lại là là hai thôi. Đây nhé, thì lại cái này, này này không chưa đâu. Sao nhỉ? Đây đây. DC đúng không? Cái này các bạn chưa quen cảm thấy rất là khó luôn. Nó còn một thôi. Vì hiện nay là đang có AB, đang có AB trỏ vào thì A trỏ sang mới rồi thì cái đối tượng cũ còn là một là B thôi. Bây giờ tôi viết tiếp là B thì bằng bằng 20 nhé, bằng 120 nhé. Hết thì như cái này nó sẽ nó sẽ bằng không này. Để lúc là nó xóa mất. Sẽ bằng không. Như vậy là cái hiện nay cái địa chỉ cái hiện nay là gì? Hiện nay là cái đối tượng mà nằm trong bộ nhớ tại cái vị trí này này, tại cái vị trí này này là cái list này là không có A trỏ nữa và nó sẽ cái reference cao của nó bằng không, thì một lát nữa tự động Python sẽ xóa cái đối tượng này đi trong bộ nhớ. Nhưng mà Python là cái môi trường lập trình mà nó tự động xóa bộ nhớ, nó không phải như là C hay là Pascal là chúng ta phải xóa, máy nó không tự xóa. Rồi đó là cái điều nhất mà trước tôi muốn nói, là nhất là cái cách quản lý và cái điều số 2, chúng ta nhắc lại cái điều số 2 rất quan trọng. Điều số 2 là cái cơ chế quản lý thì như thế nào. Cơ chế quản lý trước tôi nói rồi nhưng mà tôi đang nhắc lại cái cách mà Python quản lý các cái biến nhớ như nào. Cái phần này là phần vô cùng quan trọng, vô cùng quan trọng mà nó rất là khác biệt so với Pascal và C. Đấy. Ai mà quá quen với Pascal và C thì sẽ rất là khó hiểu cái này. Vì không quen, nhưng mà khi quen rồi thì thấy rất là khi quen rồi thấy rất là dễ chịu nhé. Thì cách quản lý là gì? Thì cách quản lý của nó là thông qua một cái cơ chế, một cái nó gọi là namespace. Đấy. Như vậy là namespace là một cơ chế dùng để quản lý tất cả các cái tên tên biến, không những là tên biến mà còn là tên hàm và tên cái mô đun. Đây là cái cơ chế cái bộ máy quản lý tên trong Python Python nhé. Và nó còn quản lý gì? Nó quản lý cái gì? Quản lý là tên biến là một này, biến nhớ đấy, hai là tên hàm là hai này, thứ ba là tên tên các cái lớp nữa, nó cũng nằm ở đây hết, tên các cái class, rồi là tên các cái module. Lúc nào là tất cả mọi thứ có ý nghĩa, các cái module nhé, các cái thư viện đấy, cái này là thư viện nhé. Thì cái namespace là thế này, cơ chế của namespace là như nó quản lý như sau này, là cái một cái namespace là nó có hai, nó lưu một bên là các cái một cái bên là các cái object. Anh khi thứ nhất là x thì bằng một thì nó đặt cái tên ở đây và nó trỏ sang cái biến là cái biến là cái đối tượng là đối tượng một. Khi thứ nhất là y bằng x thì nó tạo ra một cái biến là y và nó trỏ vào cùng vào cái này. Khi tôi đặt là z bằng 1, 2 thì nó tạo ra một cái đối tượng là list là 1, 2 là nó trỏ cái này vào. Nó là một cái ánh xạ một bên là name, bên kia là dữ liệu là đối tượng, thì cái chế này nó gọi là namespace nhé. Này là rất quan trọng. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tôi sẽ phân loại lại cái hệ thống namespace này. Hôm trước tôi nói rồi nhưng mà tôi làm lại và tôi nói lại và nó chính xác hơn, mở rộng hơn so với hôm trước nhé. Bây giờ chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ gì nhỉ? Sẽ phân loại hệ thống namespace ở trong
trong Python thì như sau này, bây giờ tôi lại phần hệ thống namespace xem là Python nó tổ chức cái hệ thống namespace nó quản lý các cái biến như thế nào. Này là cái rất quan trọng. Thì hôm trước tôi nói là cái hệ thống namespace nó tổ chức thành 3 lớp, mà nhưng mà đó là tôi nói như mức độ như vậy thôi, nhưng hôm nay tôi sẽ nói chính xác lại là tổ chức namespace của Python nó chia làm 4 mức, 4 lớp chứ không phải là 4 mức, coi như là 4 bậc như sau nhé. Mà rất quan trọng. Đây từ một là có thể vẽ cái sơ đồ, nó chia làm 4 cái lớp xong. Đây là lớp thứ nhất này. Lớp thứ hai tôi vẽ ví dụ ở đây nhé, lớp thứ hai, lớp thứ ba, lớp trong cùng. Thật ra là có thể là nhiều hơn nhưng mà thông thông thường là nó ba hoặc bốn lớp. Vậy thì cái lớp lớp cuối cùng nó là nó là gì, nó gọi là bin in namespace, là các cái namespace mặc định là có sẵn, được có sẵn trong hệ thống của Python. Cái mức thứ hai là nó gọi là global namespace, là cái mức namespace tổng thể. Mức thứ hai, mức trong cùng thường nó gọi là local namespace, và những cái mức ở giữa cái global namespace và local thì nó là non-local. Non-local. Namespace. Rồi thì cái này là cái gì? Bây giờ chúng ta hình dung nhá. Cái ngoài cùng này này là hệ thống đúng không? Hệ thống có sẵn. Đây là những đây là cái hệ thống mà dùng để quản lý các cái tên của những cái hàm có sẵn. Vì như là chúng ta biết là những cái hàm như là hàm sum này, hàm hàm in này, hàm print này, là những hàm mặc định có sẵn đúng không? Hàm nhiều là nhiều hàm, rất nhiều thứ ở trong cái này, rất nhiều hàm, nó có hàng phải hàng 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 năm chục, hơn năm chục cái hàm có sẵn của Python. Chúng ta khởi tạo lên là nó có sẵn luôn. Thì tất cả cái này là cái có gọi là cái built-in namespace, nó là quản lý cái đó nhé, quản lý cái hệ thống mà tên có sẵn. Cái global namespace là cụ thể là cái hệ thống namespace mà chúng ta tạo ra ở bên ngoài tất cả các hàm trong chương trình chính ấy. Đây là các cái đơn mà là các cái biến tổng thể và hàm nữa. Được chưa? Còn local namespace là hệ thống namespace mà quản lý các biến ở bên trong một hàm, quản lý biến phương bên trong trong một hàm. Còn non local namespace là cái hệ thống namespace mà quản lý trong một hàm nhưng mà phủ trên cái hàm này, phủ trên local này, thì nó là cũng là cái biến ở trong biến trong cái hàm mà chứa hàm hiện thời. Như vậy là nó có bốn mức, được chưa? Thì khi mà chúng ta mà khởi tạo, khi chúng ta bật lên bật bật Python lên ấy, thì cái namespace global này là rỗng này, không có gì nhé, cái này rỗng này, không phía trước có hàm gì cả, tức là cái này rỗng. Nhưng bên ngoài thì có sẵn này, bên ngoài luôn có, bên ngoài là ta luôn có. Bây giờ chúng ta phải xem lại một chút cái gọi là cái built-in là namespace nhé. Đây, chúng ta để dùng lệnh này, chúng ta có thể dùng lệnh là import bin in. Đây nó làm kia, đây nó làm kia mà đây nó làm kia là một cái module nhé. Chúng ta đi ra này, đi bin in này. Ra tất cả các cái tên của những cái hàm đây, đây là đây tất cả những cái này nhé, là những cái tên ở đây cho gì, đây là trên này là trên này là cái error, là tên của các cái lỗi 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 ngoại vi. Chúng ta nhớ lại là mỗi một cái lỗi ngoại vi
lỗi là ngoại lệ chứ, mỗi một lỗi ngoại lệ của Python nó là một cái lớp, nó là một cái class, như vậy là tên của nó là chính là tên của lớp này, tên là nằm ở trong cái binary namespace đây. Chúng ta thấy nó có những cái từ này, những cái hàm mà chúng ta biết rồi đúng không, hàm max, hàm max này, hàm min này, hàm next này, object này. Ngay ở đây có cả những cái từ khóa là true, nhưng mà cái từ true này, false và none, đây có từ none, như vậy none true với false là các cái đồng thời, từ này, này nó đồng thời nó là khóa, nó là từ khóa, đồng thời nó nằm ở trong cái binary namespace nhé. Đó, đây có rất nhiều những cái hàm. Rồi chúng bây giờ nhân viên để quan sát những cái một cái global namespace, chúng ta phải dùng từ cái lệnh này, global này. Đây là lệnh sẽ lúc bất cứ lúc nào là xem được cái danh sách tất cả cái tên nằm ở trong cái global này, có A10 này, nhìn thấy rõ đây này, đây là A10 nhé, đây này. Thì biết là x gì bằng 16 chẳng hạn. Xong tôi dùng lệnh là global, x là cái tên biến vừa mới tạo ra nhé. Global. Xem được luôn. Đây, x gì này. Như vậy đây chính là cái, đây chính là cái gọi là global namespace do chúng ta tạo ra, và khi mà nó là cái, nó là một dãy các cái đối tượng của nó là một cái key, là cái tên, và hai chấm sau là giá trị, tức là một cái ánh xạ từ từ cái đối tượng tên sang đối tượng, sang tên sang 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 đối tượng nhé. Đó thì đó là cái namespace nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp nhé. Như vậy là cái built-in namespace là bao trùm tất cả, nhưng mà khi chúng ta làm việc với ở trong cái global thôi, global namespace với local namespace và non-local namespace thôi, chúng ta không làm việc ở trong cái built-in namespace. Built-in namespace chỉ là cái chỗ để chúng ta quan sát thôi, chúng ta không tạo được biến nhớ ở trong cái built-in namespace. Tất cả cái biến chúng ta tạo ra đều nằm trong là khoảng chân, nằm trong một global namespace, hoặc trong là non-local namespace, hoặc trong local namespace, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta việc nói thêm một chút nhé. Khi chúng ta tạo ra một cái hàm, định nghĩa một cái hàm def, như vậy một cái hàm f, sau chúng ta mô tả ở đây như là x bằng 1, y bằng 1, ở đây thì x này chính là nằm trong cái local namespace của hàm f. Như vậy là mỗi một cái hàm sẽ ứng với ứng sẽ ứng một một với một cái local namespace, được chưa? Đấy. Trường hợp mà chúng ta có hai hàm lồng vào nhau, đây ví dụ như này nhé, ví dụ như là hai hàm lồng vào nhau, khi tôi định nghĩa một cái hàm f như thế này, bên trong hai bọn x bằng 1, y bằng 1, xong bên trong nữa lại có cái hàm nữa def, cái hàm nữa là g ở đây nữa nhé, đây, g ở đây, xong đây khai báo là z bằng 2 bằng 1 chẳng hạn, thì khi đó nhé, thì ở đây ở cái chỗ này là cái local namespace của g, cái thằng này là local namespace của f, nhưng nó lại là non-local namespace của g. Vậy là cái trong cái vùng này này là nó có một cái namespace riêng, cái namespace đó là nó là local của f, nhưng mà đối với g bên trong này thì nó lại là non-local của g. Đấy, hơi lằng nhằng như thế nhé. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát, chúng ta sẽ thấy ngay nhất đây này, bây giờ như này mà thấy ngay nhất đây. Tôi định nghĩa một cái hàm f đi. F. Ở trong f này tôi khai báo là x bằng 1, y bằng 1 nhé. Thì x y nó sẽ làm các cái biến của riêng bên trong cái local namespace của f. Bây giờ tôi dùng cái lệnh local, cái lệnh này là lệnh này hiển thị cái
lệnh local là hiển thị tất cả các cái tên của local namespace hiện thời. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ viết ra là gì? Tôi return x. Bài này khi tôi gọi hàm f thì nó sẽ trả lời là nó trả về là hai. Trả về là hai. Đây. Đồng thời nó hiển thị các cái biến nằm trong cái local namespace của f mà chúng ta thấy nó sẽ hiển thị dưới chính x và y ở đây. Đây, tôi để đây là x bằng 10 chẳng hạn. Số nó ra là 11 này, hiển thị ra là 11 này nhé. Đây. Rồi tôi gọi f này. À xin lỗi. À, tôi phải dùng lệnh này nhé, tôi nhầm. Phải là phải print nó ra, chưa print ra nó không ăn. Đây, này, nhé. Tôi quên mất. Sửa lại nhé. Tôi phải dùng lệnh là print này. Cho nó mới ra này. Đi nó ra không, đi nó không ra rồi nhé. Đây như vậy hàm f là hàm như thế này. Hàm f là hàm khai báo hai cái biến địa phương có tên là x và y. X một y 10 và nó sẽ trả lại giá trị là 11 tổng hai cái đó. Đồng thời trong cái hàm hiện cái lệnh là print tất cả các cái biến của cái local namespace của f. Nhắc lại là mỗi một cái hàm ứng với là một cái local namespace. Người ta gọi f. Thấy chưa? In ra đây chính là cái này chính là cái là đây cái này cho thấy đây chính là nó hiện ra ở cái dạng là một cái từ điển và nó chính là cái local namespace là cái này này. Vậy là cái khuôn dạng của các cái namespace nó là các cái từ điển. Bản thân từ điển nó là cái ánh xạ từ cái tên tên biến và ánh xạ sang đối tượng. Như vậy trong cái namespace này nó có hai cái name, name một là x gì và niêm hai là y. Bây giờ làm lại cái xem các bạn thấy rất là hay như này. Tôi làm lại tôi viết lại cái này, tôi kiểm tra lại các bạn thấy nhé. Làm lại cái hàm khác đây. Kiểm tra cái namespace của nó nhé. Ở đây bây giờ tôi sẽ viết là z bằng x, thì khi đó là z với x là cùng trỏ và cái đối tượng là một nhé. Xem máy nó hiển thị như nào nhé. F. À, nó vẫn chọn nên thấy nó vẫn hiện ra lại chỉ một cái y 10 kết là một rồi không sao đó. Thì đó là cái cách quản lý là thông qua cái namespace. Bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa các cái nguyên tắc quản lý rất quan trọng. Tôi nhắc lại một lần nữa cho ta nhé, nguyên tắc quản lý của namespace nhưng là quan trọng là cái chữ đây nhé. Nguyên tắc quản lý của namespace trong Python nhé. Đây. Nguyên tắc thứ nhất này là như sau này, là mỗi một biến sẽ chịu sự quản lý của duy nhất một namespace. Không không được phép là một biến nhớ không được phép nằm trong hai namespace. Một biến nhé, một cái tên nhé, một cái tên sẽ phải phải được quản lý bởi một namespace duy nhất. Không cho phép là một tên là có hai cái namespace nhé, chỉ có một cái namespace thôi. Được rồi. Quy tắc thứ hai là khi chúng ta tạo ra một cái biến ấy thì cái biến đó nó sẽ được quản lý bởi cái namespace hiện thời nhé, là tại một thời điểm mà ta đang lập trình nhé, thì chỉ có đúng một namespace hiện thời thôi. Namespace hiện thời không có thì cái đây sẽ về thì người ta gọi là current namespace nhé. Namespace thì cái namespace thời là cái gì? Đây, khi mà chúng ta đang ở bên ngoài chúng ta đang ở bên bên ngoài
bên ngoài chương trình chính ấy, hay là bên ngoài cái các cái hàm, thì cái namespace hiện thời chính là global namespace. Thì cái namespace hiện thời chính là global namespace. Nhưng mà khi chúng ta mà tạo cái biến ở bên ngoài ấy, thì cái biến đó tự động nằm trong cái global namespace. Còn chúng ta ở trong hàm, ở bên trong một hàm thì kia chỉ có là một, chỉ có cái local namespace của cái hàm đó đang hoạt động. Local namespace chỉ có một thôi nhé, namespace. Và khi chúng ta tạo ra một biến nhớ ở trong cái hàm thì cái biến nhớ đó bắt buộc phải được sinh ra bởi, được lưu trong cái local namespace đó. Trừ khi chúng ta trong một cái hàm chúng ta khai báo là global, trong cái hàm đó thì cái biến đó sẽ nằm ở bên ngoài. Chúng ta đó là cái đặc biệt, thì ở trước cái đó rồi. Nhưng mà mặc định là khi chúng ta trong cái hàm, khi tạo một cái hàm thì máy tính sẽ tạo luôn cái namespace ở trong tương ứng cái hàm đó nhé. Đó là nguyên tắc thứ hai này. Tất nhiên chúng ta ở trong một namespace thì không cho phép là cái hai tên trùng nhau. Tuy nhiên ở trong hai cái namespace khác nhau thì cho phép là các cái tên trùng nhau. Như vậy là một cái biến nhớ có thể đồng thời là tên, là một biến ở bên ngoài, là biến biến tổng thể là trong là global, đồng thời nó biến local ở trong cái hàm. Và đây cũng là sự khác biệt. Đây suy ra nhé, bốn đi, là cho phép mà các cái tên trùng nhau. Trong các cái namespace khác nhau. Cái này là sự là khác biệt so với Pascal, được chưa? Như vậy là trong cái đây, mình thực để 3-4 mức gì đó thôi nhé. Đây là minin này, đây là global này, đây là local này. Hoàn toàn có thể là bên này x gì, bên này x gì nhé, vô tư thoải mái, không có gì cả nhé. Có thể đặt tên trùng bên này được, đặt tên được thoải mái nhé. Đến đây tôi sẽ mô tả luôn nhé. Có thể đặt tên trùng cả bên này nữa, ví dụ ở bên này nó có cái hàm là hàm print chẳng hạn. Trong global nó có cái biến nhớ là print, này có biến nhớ là print được phép trùng nhau. Nhưng mà trong một cái namespace thì không được phép có hai tên trùng nhau, còn là các cái mức, các cái lớp khác nhau thì được phép là trùng nhau. Đây nhé. Khi chúng ta mà khởi tạo ra một biến thì nó nằm ở đâu thì nó sẽ khởi tạo ở đó. Được chưa? Nó khởi tạo ở đó. Đấy, chúng ta chú ý chuyện đó nhé. Thế bây giờ nói thêm một ít nữa là cái số 5 là chúng ta có thể xóa một tên trong namespace bằng lệnh đen nhé. Lệnh đen này chúng ta nhé. Chúng ta đứng ở đâu thì chỉ được phép xóa name ở cùng trong cái namespace đó. Chúng ta không được phép là ở bên trong một hàm thì không được phép xóa một cái global, một cái biến ở bên ngoài hàm. Hay chúng ta bên ngoài hàm chúng ta không để xóa được cái biến ở bên trong một cái hàm, chúng ta không xóa được, không được phép xóa như vậy. Đứng ở đâu ta xóa đó thì bằng đen lại xóa nhé. Ok, cho các bạn xem cái này xem nhé. Chúng ta biết là chúng ta lệnh print rồi đúng không? Lệnh rất 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 là nổi tiếng rồi, in ra như này đúng không? Nhưng mà print nó là cái tên là nằm trong cái built-in namespace. Tôi hoàn toàn tôi có thể đặt một cái biến nhớ để khi tôi cũng là đặt bằng 10 được không? Được. Thì khi đó tôi sẽ tạo ra một cái biến có tên là print, và cái biến này nằm trong là global namespace. Đây, tôi ra global. Sẽ ra cái biến là print đây. Như vậy là ở bên ngoài, ở bên bên trên cùng là mức trên cùng, mức ngoài cùng là mức binin thì có cái tên print đúng không? Ở trong global thì có cái print, được chưa?
Rồi thế bây giờ tôi lệnh, tôi với lệnh print này thì máy ăn không, máy có hiểu không? Tôi lệnh print 10 này, print 20. Máy báo lỗi ngay vì sao? Đây, cái này là một nguyên tắc nữa. Khi chúng ta mà truy nhập cái tên thì máy sẽ tìm cái tên đó ở trong cái name hiện thời. Không có thì mới tìm ra cái name space lớn hơn. Đấy. Thì ở đây chúng ta gõ lệnh clean này này thì máy sẽ tìm ở trong hiện thời là trong trong global namespace và tìm thấy ngay nó là cái này. Chúng ta gọi là chứ máy không thể truy ngược lên trên là trong bin cho bin nó lệnh print, nhưng mà ở trong global namespace nó là một cái biến đấy và máy nó báo lỗi ngay. Giả sử tôi có một lệnh như này def làm cái hàm f gọi x 20, xong tôi print 20 print x đi, đúng không? Mà tôi x tôi kết thúc thì thôi kết thúc chạy hàm f nhé, máy báo lỗi ông nhé, máy báo lỗi đây. Khi chạy hàm f nhé thì máy thì tôi đã đứng đâu, tôi đang đứng ở trong cái local namespace, đang đứng ở trong local namespace của f. Tôi gọi cái hàm print như này thì máy thấy cái chữ print lại, cái chữ print này không có ở trong local namespace, không có, máy sẽ tìm ngược ngược ra ngoài, tìm ngược lên ra ngoài là global namespace, thấy luôn print. Và máy giờ print này làm cái biến có giá trị là 10, cho nên là máy báo lỗi, xin là máy báo lỗi, được chưa? Đó, nên chúng ta chú ý là làm như vậy. Chúng ta suy ra là đây có thêm một nguyên lý nữa, nguyên lý thứ sáu ở đây nhé. Nguyên lý thứ sáu ở đây là khi truy cập một cái tên thì máy tính làm như sau. Máy tên thì chương trình làm như sau. Thứ nhất là chương trình là kiểm tra tên ở trong namespace hiện thời. Nếu có thì dùng, nếu không có trong cái namespace hiện thời thì máy tính sẽ tìm trong cái namespace to hơn, trong cái namespace bên ngoài mức trên. Cứ như vậy, tức là chúng ta đang ở trong một cái local namespace chẳng hạn, cứ như vậy sẽ làm tiếp. Máy sẽ tìm ở trong local namespace, nếu không có thì máy tìm tiếp lên là năm local namespace có không, có được dùng không, có máy tìm tiếp trên global namespace có không, có thể dùng, có thể máy tìm tiếp trên cùng là mức là built-in namespace. Đó. Cho nên là đây là cái quy trình mà máy tính nó kiểm soát các cái biến khi chúng ta gọi truy cập vào một cái biến nào đó, một cái tên nào đó nhé. Ví dụ đây này, đây là nó không làm cái pin, nó nằm trong global rồi, nên là nó không thể dùng được cái chữ kia ở trong built-in. Nó có cái pin nhưng built-in đó là thằng này nó bị che lấp rồi, cho nên nó không nhìn thấy cái lệnh print ở trong hệ thống nữa. Bây giờ muốn dùng lại cái print kia làm như nào, chúng ta đen cái print này đi, chúng ta đen cái print đi là được, nó sẽ xóa khỏi cái tên này khỏi cái là global namespace. Đây global không còn nhé, nó hết rồi, nó không còn nữa. Và như vậy chúng ta dùng lệnh print vô tư. Đây, print 10, chúng ta dùng lệnh print thoải mái nhé. Như vậy là các bạn có thấy là tôi vừa tạo ra một cái biến là print ở trong là trong global namespace và nó trùng với cái tên ở trong cái built-in namespace. Như vậy trong hai cái tên đó là trùng nhau. Đây, trùng nhau, được chưa? Đó là cái rất là đặc biệt. Biến làm này thì các bạn thấy là đây, bây giờ tôi làm này mày mà lỗi của hiểu là gì nhỉ? Đây tôi làm một lệnh là f này. Hiện nay ở trong global namespace cũng không có cái biến là biến
không có biến, tức là bị xì biến z z chẳng hạn nhé, thì viết là z z bằng z z cộng 1, hay thì viết là z này, vì thì viết là z này bằng z z cộng 1 return z. Đây z là cái biến là cái tên chỉ có ở hiện ở trong f cũng không có, ở bên ngoài cũng có, khi nó gọi nó sẽ báo lỗi. Đó là cái z not found, thấy không nào? Vì tôi gọi là zz bằng 1, tôi gọi f thì sẽ ăn ngay, nó sẽ tính ngay. Khi tôi gọi là zz bằng 1 nhé, thì zz này là cái biến ở trong cái global namespace ở ngoài này. Khi tôi gọi cái hàm này, thì máy sẽ tạo ra một cái biến nhớ, biến ở trong cái local namespace của f, và gọi cái tạo ra biến nhớ đó nằm trong cái namespace local. Và khi gọi cái lệnh này, cái lệnh tổng này, thì máy tìm cái z này, thế này là không có ở trong local namespace, tìm ngược lên trên thấy có, đây thấy có, bỏ trả lại. Được chưa? Bây giờ sửa như thế này, z z z ba thằng không có đi, z z z cộng đi thường z z z khi gọi hàm máy báo lỗi ngay. Thì máy hiểu như sau nhé, ở đây này, ở đây nhé, ở đây như sau này, khi máy lệnh thì này nhé, máy có lệnh này này, lệnh này thì lập tức máy hiểu rồi, máy hiểu rồi xong máy sẽ tạo luôn ra một cái biến, một cái tên là zzz nằm trong cái local namespace hiện thời, được chưa? Cho nên là nằm trong rồi, nằm nó tạo ra rồi, nó tạo ra cái biến là zzz rồi, nằm trong namespace hiện thời rồi, khi đó máy sẽ chạy cái lệnh này và máy tìm cái này. Thì cái này có trong space hiện thời rồi thì nó coi như là đây là cái biến trong space hiện thời, và nó kiểm tra xem nó có dữ liệu chưa, thì nó chưa có dữ liệu này, cho nên là nó báo lỗi. Lỗi này là lỗi là gán trước khi mà lệnh này gán, trước khi mà ta thực hiện cái lệnh gán của cái danh sách này đấy, cho nên là máy báo lỗi, được chưa? Đấy, chỗ này là cái chỗ mà khó, tức là hơi khó một tí nhé. Thì đó là quy trình mà chúng ta kiểm soát cái em, kiểm soát cái em các cái em namespace và biến, được chưa? Đấy. Như vậy là ở trong cái hàm chúng ta truy cập một giá trị, thì máy sẽ được tìm ở trong cái local namespace, tìm không thấy sẽ tìm nguồn bên trên là non local namespace. Nó thấy thì dùng, không thấy thì tìm nguồn bên trên là global namespace. Không có thì tìm nguồn trên cùng, tìm nguồn bên trên cùng là gì? Là bin in namespace. Đấy, thì đó là cái quy trình quản lý nhá, quản lý cái. Rồi thì chúng ta sang phần tiếp theo, cái phần này hôm trước nói nhưng nó chưa sâu, điều chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn nữa nhé. Là sang cái mục tiếp theo là cái cách truyền dữ liệu. Cách truyền dữ liệu qua đối số của hàm. Qua đối số của hàm. Chúng ta nhớ lại ở trong Pascal và C, thì khi truyền vào một cái định nghĩa cái hàm như là g chẳng hạn, x y chẳng hạn, sau chúng ta gọi cái hàm đó, ví dụ gọi cái hàm g là ab chẳng hạn, khi gọi hàm thì cái việc truyền cái tham số này dữ liệu này vào trong cái bên trong lòng của cái hàm này, thì trong Pascal và C thì nó có hai kiểu truyền, một cái là truyền theo kiểu là tham trị, nó truyền là tham biến, đúng không? Nó gọi là tham trị và tham biến. Đây là cái cách chúng ta vẫn hiểu từ xưa nay đối với Pascal. Tham trị là gì? Tham trị là truyền vào thì truyền giá trị thôi. Cho nên khi thoát ra thì cái biến ở bên ngoài nó không thay đổi.
nguyên như thế. Còn tham biến là truyền vào như là một cái biến, cho khi thoát ra biến nó cũng thay đổi, biến nó trong này thay đổi như nào thì thoát ra sẽ thay đổi như vậy. Thì cái tư duy đó cũng rất là sáng sủa, rất là hay cái tư duy đó. Nhưng mà bản thân thì nó không tư duy như vậy, cho nó khác hẳn. Thì chỗ này chúng ta phải hiểu cách truyền truyền dữ liệu qua làm sao, đối số của hàm là gì, đối với Python, là chúng ta cùng nhau tìm hiểu một tí nhé. Giả sử chúng ta ở phía trên, chúng ta ở bên bên ngoài hàm, chúng ta có một cái lệnh, nó định một cái lệnh là a bằng, ví dụ lấy ví dụ như a bằng 1 2, được tạo ra rồi. Như vậy a là cái biến tổng thể nằm trong là global namespace nhé. Thì đây nó là biến tổng thể nhé, biến 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 được chưa. Rồi tôi nghĩa một cái hàm f, định nghĩa một cái hàm f f có thể cái, nó có thể đối số của nó lại là x, thì không quan trọng gì đó nhé. Bên trong này phải báo trong này gì đó, được chưa. Rồi kệ nó, không sao. Thì bây giờ tôi gọi là f a. Thì lúc này thì cái a nó truyền vào trong f thì nó sẽ như thế nào, cái này nó sẽ như thế nào đó. Thì như sau nhé. Khi mà tôi gọi hàm f ấy, lời gọi của hàm f như này thì máy sẽ làm như sau. Đây thì được chưa. Để bây giờ tôi nói luôn, tôi nói bây giờ tôi nói cái quy trình truyền dữ liệu ở trong hàm của Python 5 lần, tôi để cái quy trình nhé. Như vậy là a, khi mà tôi gán a bằng này thì a là nó trỏ vào một cái đối tượng, đúng không? Đối tượng nó có 4 ngăn, ngăn value của nó là ngăn là 1 2, đây là một cái object này, một cái obj chọn vào. Tôi ký hiệu cái đối tượng, tôi ký hiệu cho nó khác đi. Tôi ký hiệu cái này là x nhé, cho nó khỏi lẫn với a này, để cho ngoặc tròn. Đây là cái đối tượng trong bộ nhớ mà a chọn vào. Đây là a đây này. Được rồi. Thế thì khi mà tôi gọi cái hàm a, khi gọi gọi fa thì là cái gì nhé. Thì như sau này, khi gọi cái hàm fa thì như sau, khi gọi nó thì lập tức là máy sẽ tạo ra, thì cái chỉ ở đây nhé, tôi đây này, thì tức máy sẽ tạo ra là một cái local namespace. Local namespace của cái hàm f này, và lập tức máy sẽ tạo ra một cái biến a là biến local ở trong cái hàm f này. Nhớ lại bên ngoài có hàm f nhé, bên ngoài có a nhé, trong này cũng có a nhé, và a là trỏ ở đâu, a trỏ vào chính cái này luôn đấy, các bạn chú ý. A sẽ trỏ chính vào cái đối tượng đó, chứ không phải là nó copy cái đối không phải là copy cái đối tượng này để đưa nó vào bên trong này để nó quản lý, không, mà nó trỏ đúng vào cái vị trí cũ. Như vậy khi chúng ta gọi hàm a thì trong quá trình chúng ta thực hiện lệnh lệnh cái hàm f bên này thì nó có 2 cái biến được trỏ vào đối tượng là x gì. Một biến là biến a nằm trong là global namespace, và hai là biến a nằm trong là local namespace. Bạn hình dung được không? Như vậy là khi trong 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 quá trình chạy hàm f thì có hai tên biến trỏ vào x gì, một là a là của gì, a là của là global namespace nhé, namespace trỏ vào x gì, và hai là cái biến a thứ hai của f thôi, biến a thứ hai là biến là local namespace, space trỏ vào. Cho nên khi là ở bên ngoài này, khi chưa chạy f thì cái reference cao này này nó là bằng 1 thôi, nó có một cái a thôi. Khi chạy cái này này thì nó tăng lên là 2 đó.
Cái đây giải thích vì sao nữa, chúng ta dùng cái lệnh là get level cao, khi cho dùng lệnh đó thì nó tăng tăng cái giá trị của get cao lên lên một đơn vị. Đây chúng ta nhớ lại, vậy chúng ta chạy cái hàm đó nhé. Đây ta sử dụng với đây a này, a nhé bằng này 1 2 3, được chưa? Được rồi, thế thì chúng ta cái địa chỉ của nó là bằng id của a nhé, id của a. Rồi bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem từ giờ phút này thì cái reference cao của a nó là bao nhiêu. Thì nó là như này, tôi nhớ lại cái hàm là hàm c long này phải không, c long chấm, tên nó không nó nhớ được, tên nó dài dài chả biết nhớ được cái tên là cái gì. Để kiểm tra lại trong sách chẳng được ghi ở đâu rồi. Nó là gì nhỉ, điều cuộn lên thì xa quá. Để tôi tìm lại cái tên của nó là C long from address. Rồi, chú ý nhé, C long này from address đúng không? Xong DC xong chấm value. Thì đây cái lệnh này là nó trả lại là kia là reference cao của cái đối tượng là địa chỉ, là địa chỉ của nhớ đấy, là địa chỉ mà A đang chọn vào đây. Thế nên là một nhé. Thế này như vậy là tại thời điểm thời tôi đứng ở đây này thì chỉ có một cái tên biến A, tên A chọn bằng đối tượng là cái list 123 thôi. List 123 là cái dãy 123 nằm trong bộ nhớ ở đâu đó tôi không biết. Nó là địa chỉ anh, nó là cái DC này. Thì cái hàm này là tính được cái là hiện nay là có một cái reference cao chọn vào. Bây giờ tôi dùng cái lệnh, dùng cái lệnh là get. Đây là cái lệnh nằm trong đây là cái lệnh mà để tính cái reference cao của cái một cái biến reference cao get. Vậy bạn biết sao nó trả lại là hai không? Thế này thì khi tôi gọi cái đây là một hàm đúng không, thì cái a này này, cái a này là cái được đưa vào cái hàm đó như tôi nói nãy, là nó sẽ tạo ra, mà khi tôi gọi cái hàm này thì máy tính nó sẽ tạo ra một cái biến nữa, biến thứ hai tức là a nằm trong cái namespace của cái get cái phần cao này, mà thân nó là một hàm mà, cho nên là khi mà nó cái hàm này nó sẽ tính toán cái reference cao của cái biến a và nó trả lại là hai, vì lúc biến nó có hai giá trị, nó có hai cái biến để chỉ lên này, nó có hai cái, khi tôi gọi một hàm nó có hai cái, thấy không nào, nó có hai cái nhưng mà là nó tăng là một đơn vị vì bản thân cái này nó là một hàm, khi thoát ra rồi thì tôi gọi lại nó sẽ là một nhé. Đây, gọi lại nó sẽ là nó sẽ biến lại là một, biến lại là một. Thấy chưa? Cái chỗ này là chỗ tương đối khó đấy, đúng không? Tương đối khó của kia. Rồi. Như vậy là chúng ta đã hiểu là như thế nhé. Như vậy là cái cách mà như vậy là gì? Như vậy là cái việc truyền truyền thông tin qua đối số của hàm là truyền gì? Là truyền đối tượng. Vậy là kết luận lại nhé. Kết luận là như thế này. Kết luận là hàm trong Python, chú ý nhé, thông qua đối số sẽ truyền đối tượng vào, dùng từ đối tượng nhé chứ không phải truyền giá trị, truyền đối tượng nhé. Như vậy là cái Python là cái khi truyền vào trong hàm thì nó chẳng truyền là tham trị, chẳng truyền tham biến như là Pascal, nó khác hẳn, nó là truyền đối tượng, được chưa? Đó, cho nên chúng ta chú ý nhé, chính là truyền đối tượng, cho nên là truyền đối tượng này mà nó tùy thuộc vào đối tượng này nó là khả biến thứ khác, đối tượng này nó là không khả biến, nó lại là khác. Thì chúng ta làm thử cái ví dụ nhé, chúng ta sẽ thấy ngay đây, n này 10 này, m bằng này 2 này, đó là hai cái tiền biến đúng không, hai cái tên cùng là kiểu dữ liệu là số nguyên, n chỉ vào 10, m chỉ vào 2. Tôi viết, tôi định nghĩa cái hàm f, hàm này có hai cái đặt tên chung là mn, cho nó thoải mái đi nhé. M bằng m cộng 1, n bằng m nhân với n đúng không,
mà tôi return. Return. Mở cục này. Được chưa? Đấy. Như vậy là đây chúng ta chú ý nhé. Đấy. Bây giờ tôi gọi cái hàm em gọi em mn. Tính ra thêm bao nhiêu nè? Nó trả lời vẫn trả lời nó trả bao nhiêu nó trả lời nhìn sau là m là tăng hay là một là thành bao nhiêu m là 11 đúng không m m m có một m bằng ba chứ m m số này sẽ một tính bằng ba n n tăng lên làm 3 nhân với 10 là 30 và tổng chúng sẽ là 33 trả lời 333 đúng không nào rồi biên kiểm tra n này n vẫn là 10 m vẫn là 2 vì sao như vậy vì sao nó không thay đổi. Các bạn biết vì sao là không thay đổi không? Vì sao lại là trong trường này chúng ta kiểm tra này chúng ta cảm giác như là đây chính là cái việc này cái cách truyền dữ liệu trong trường này thì cảm giác như giống như truyền tham trị không 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 phải truyền tham biến. Nhưng mà chúng ta phải hiểu trên cái nguyên lý của Python vì sao khi chạy hàm f ở bên trong hàm f m bằng m cộng 1 m có thay đổi, m là một cái biến thay đổi. N là cái biến có thay đổi đúng không nào? Nhưng vì sao cái thoát ra nó lại không thay đổi? Đấy, bây giờ chúng ta phải hiểu chặt chẽ cái cách truyền tham số truyền thì ta mới chia sẻ chỗ này mà không hiểu lơ mơ thì sẽ nhầm lẫn giữa Python và Pascal. Thế tôi thích cho các bạn xem nhé. Vì sao nó lại như vậy? Đây, tôi thích cận kẽ chúng ta sẽ rất là dễ hiểu luôn. Đây, chúng ta làm đây nhé, cái làm lại. M bằng 2 n bằng 10 đúng không nhỉ? Là như lại hàm chúng ta là hàm như vậy đúng không? Def của f m n m bằng m cộng 1 n bằng n nhân với m đúng không? Mà sau đó là return m n đó. Và tôi gọi f m n. Thế bây giờ tôi mổ xẻ ra một tí nhé. Thì ta sẽ thấy ngay vì sao khi chạy xong rồi thì m không thay đổi. Đây. Được chưa? Đây nhé. À, đây đầu tiên là m đây giải thích ở bên này nhé. M đây, M trỏ vào cái đối tượng có giá trị là 2. N đây, N trỏ vào cái đối tượng có giá trị là 10. Được chưa? Rồi, khi tôi gọi hàm này tôi gọi đây nhé. Thì ở bên trong hàm ở trong cái local namespace máy tính sẽ tạo ra hai biến là M và N. Ở bên ngoài MN ở đây MN ở bên ngoài này là global. Đây là global đúng không? Bên này là global namespace. Còn bên trong lòng cái này là local namespace nhé. Yeah. M trỏ vào đây, N trỏ vào đây. Được không nào? Được rồi. Bây giờ chúng ta có thể tiếp này. M bằng M cộng 1. Đấy. Lệnh là như sau. Lệnh này là như này. Lệnh này là như sau nhá. Khi chúng ta gọi m của em m cộng 1 nhé. Vì cái đối tượng em tượng m ở đây này, đối tượng này là đơn là số nguyên là bất biến. Là bất biến. Cho nên khi gọi cái này thì máy tính sẽ tạo ra một cái đối tượng mới ở trong bộ nhớ và có giá trị bằng 3 bằng m cũ cộng 1 và m trỏ đây, m trỏ đây. Nhưng cái m này không trỏ vào nữa. Nhá, yeah, đây em mở trỏ vào đây. Thấy không nào? Bây giờ giả thiết n bằng bằng n nhân với m. M m bằng 3, n bằng 10 nhân lên nó sẽ là nhân nó sẽ là 33 đúng không? Nó sẽ là 30. Nhưng n là gì? N là bất biến chứ không thể nào thay trên máy tính tạo ra một cái biến nhớ mới, một đối tượng mới trong bộ nhớ. Có giá trị là 30, n trỏ vào đây, n không trỏ vào nữa. Và khi nhận lệnh tới đây này,
thì m và n hai cái biến ở trong local namespace không trỏ vào cái từ cụ điển nữa, thấy không nào, mà trỏ sang cái mới này, và khi return m của n trả lại là 33, trả lại 33, trả lại đây là 33. Khi chúng ta thoát ra thì m ở đây không còn nữa, và khi tính m với n ở bên ngoài này chính là vẫn là cái global này này, chứ nó vẫn là 2 và 10. Các bạn đã hiểu không? Đấy, khi chúng ta thoát ra nhé, khi chúng ta thoát ra chạy xong rồi này, ở bên trong vòng của hàm f thì m thay đổi, nhưng m này sẽ chỉ trỏ sang một cái một đối tượng khác. Vì sao? Vì đối tượng số nguyên là kiểu dữ liệu là bất biến, cho nên nó không thể nào mà nó không thể tăng cái này lên 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 thêm 3 được, nó phải tạo ra một đối tượng mới, và m này sẽ trỏ vào đây. Như vậy m đang đầu tiên khi bắt đầu vào hàm nó trỏ ở đây nhé, không trỏ nữa, nó trỏ trỏ sang bên này, n cũng vậy trỏ sang bên này. Cho nên là khi mà chúng ta là mà return m của n thì return là 3 cộng 30 là 33. Và khi thoát ra thì cả hai cái biến này sẽ bị mất đi ngay, vì hai biến này, hai cái biến m này là biến local namespace, nó nằm ở trong biến local, nằm trong cái namespace của hàm f và sẽ mất đi. Khi đó khi thoát ra thì m và n này chính là ở bên ngoài, nó vẫn chỉ vào 2 và 10. Đấy, các bạn đã hiểu chưa? Nhé. Đó. Cho nên là đối với những cái hàm mà cái định nghĩa lại, có thể suy ra một cái hàm mà tất cả các cái đối số của nó đều là dữ liệu bất biến, thì nó sẽ được xử lý giống như là kiểu tham trị của Python. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ làm tiếp tục một cái ví dụ thứ hai. Nếu chúng ta cái biến chúng ta vào là 1, 2, 3 đây nhé, 2, 4 đây nhé. Đây, tôi định nghĩa một cái hàm G đầu vào là A, vào là B đi nhé. Và tôi đặt B 0 bằng 2 nhân với B 0. Đấy chưa? Đấy. Và tôi mà return B0 cũng quan trọng lắm. Rồi đấy, thì tôi gọi cái hàm g, nhưng mà chạy đưa a vào và tôi xem a thay đổi không. A có thay đổi, a trước kia là 1 2 4, sau này sẽ là 2 2 4 nhé. Như vậy là trong trường này khi tôi gọi cái hàm g gọi xong rồi thì a thay đổi, không không phải ở trên là các biến khi mà truyền qua dữ liệu vào không thay đổi, người này là biến truyền qua dữ liệu vào là có thay đổi. Vì sao như vậy? Là vì như thế này. Đây, chúng ta lại quay lại cái định nghĩa của cái này mới nhìn thoáng qua tưởng là khó hiểu, nhưng mà theo rất là dễ hiểu. Đây, chúng ta quay lại cái này nhé. Chúng ta xem lại cái này, tất cả đều nguyên là cái nguyên tắc truyền dữ liệu của hàm thôi. Đây, chúng ta cho a bằng 1 2 3, ta định nghĩa cái hàm g b đi nhé. Chúng ta cho thay đổi cái giá trị 0 này bằng 2 nhân với b 0 nhé, và return b 0 nhé. Rồi bây giờ tôi gọi cái hàm g, tôi truyền giá trị a này vào. Rồi. Thì là cái gì? Đây, bây giờ tôi mới xử lý chỗ này nhé. Đây, khi mà truyền dữ liệu vào thì nó chạy cái này này, và tôi viết lại nhé, nó chạy cái hàm là GA này, và A không truyền vào bằng bằng 2 nhân với A không, đúng không? Đấy. Để xem lại nhé, khi mà bên ngoài là A thì A là biến tên của cái là global namespace, nó sẽ trỏ đến một cái đối tượng của chúng ta. Đối tượng của chúng ta ở đây là gì? Ở đây chính là giá trị của nó là 1 2 3, 1 2 3. Được chưa? Đây là global, đây là bên ngoài, đây là global name space. Đây là local. Nhắc lại nhé. Khi qua cái hàng G này thì máy sẽ tạo ra một cái biến là A, là biến tên là local namespace. Biến tên là nằm trong cái local namespace của A, của G, và trỏ luôn vào đây. Như vậy là khi chúng ta tạo ra cái gọi cái hàm g thì cái biến a này là tạo ra một biến mới có tên là a và trỏ luôn vào. Như vậy
thì nó có hai biến A. Biến A này là biến A là global, biến A này là biến A là local, cùng trò vào cái này, cùng trò vào một đối tượng này. Rồi thì lệnh này này, lệnh này là lệnh là tăng cái số hạng thứ nhất của cái A lên hai cấp 2. Thì lệnh này là lệnh này là lệnh gì? Không làm thay đổi đối tượng A, vì vì A làm là khả biến, lệnh này hiện ngay ở đây tăng lên là hai luôn. Đó. Thế nào? Cái này này nó sẽ thực hiện ngay trên A. Vì sao? Vì A là khả biến, vì A là cái đối tượng khả biến. Chúng ta rất rất là phải rất là hiểu đối tượng nào là khả biến, đối tượng nào là bất biến. Bất biến thì cách cách truyền nó khác, mức khả biến nó khác. Trường này lệnh này là thể hiện nhưng mà nó có trỏ vẫn như cũ, không thay đổi. Trước khi chúng ta thiện lệnh là GA khi thoát ra thì cái A này nó chính là cái A này vẫn trỏ ở đây, A thay đổi. Đấy, các bạn thấy không? Vậy là trường này như vậy là cái truyền truyền qua cái biến A thì lúc A lại thay đổi. Nhưng mà trường này lại giống là truyền 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 tham biến. Thế cho nên là ở trong cái việc truyền dữ liệu qua cái hàm trong Python thì lúc thì nó giống tham trị, lúc giống tham biến và nó rất là phức tạp. Thấy chưa? Nhưng mà tôi đang luôn này. Thật ra cái chuyện này là cái chuyện ở đây này cũng không phải hẳn là tham biến nhé. Nó chuyện đây là vì thay đổi, vì là chúng ta xác định chúng ta thay đổi trực tiếp trên đối tượng A mà không thay đổi đối tượng, chỉ thay đổi cái value đó thôi, cho nên là nó không thay đổi. Cho nên nó hơi hơi giống là hơi hơi cảm giác là hơi giống cái chuyện tham biến mà thực chất là không phải tham biến. Đây này, chúng ta làm vào. Đây. Vì A đây nhé. Rồi, def một cái hàm FFF nhé. A như thế này. Và tôi đặt A bằng A cộng với 0, 0, 0. Mà tôi được chưa? Đấy. Bây giờ tôi gọi là như vậy là a, như vậy là trong cái hàm f này là a thay đổi đúng không nào? A đang từ đây mà tăng lên là cộng thêm hẳn một cái dãy mới đấy mà nhé. Bây giờ tôi gọi là f này, a này, đấy, a tăng lên cái f nó trả lại giá trị là cái dãy này. Thì mình kiểm tra a này không thay đổi. Đó. Như vậy là không phải bao giờ là cái truyền qua đối tượng của hàm mà là đối tượng của chúng ta là đối tượng của chúng ta đối tượng là khả biến mà lại giống giống truyền tham biến đâu. Trường này nó vẫn không phải là tham biến, vẫn là tham trị. Vì sao lại như vậy? Bạn có hiểu không? Đây tôi trả lời hay là vì nhé, vì lệnh này này. Lệnh này này là cái lệnh như sau này. Đây này. Vì bản thân cái lệnh phép cộng này, phép cộng ở trong cái tôi mở đây, phép cộng ở trong cái trong trong cái Python nó tạo ra một 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 đối tượng mới đó. Đây thì tôi vẽ lại cho bạn xem nhé. Đây quay lại cái lệnh này nhé. Đây về như a bằng này, ví dụ như là 1 2 3 nhé, def g này, a này, a bằng a cộng với 0 0 0, nó là return a nhé, return a. Được chưa? Bây giờ tôi gọi là ga, gọi xong rồi thoát ra thì a nó vẫn như cũ. Vì sao như vậy? Vì như này, cái này là khác nhé. A đây này, a sẽ trỏ vào đối tượng là 1 2 3, được chưa? Khi tôi gọi cái hàm g này truyền vào đây thì a cũng trỏ vào đây, nhưng mà cái a dưới này là a là nằm trong hàm g nhé, là local namespace, còn cái a trên này là global namespace, quản lý khác nhau. Nhưng lệnh này này chú ý nhé, cái lệnh là a cộng với 0 0 0, lệnh này nó tạo ra một đối tượng mới tinh chứ không phải sửa cái a, đối tượng mới tinh và tạo ra đối tượng mới tinh. Đấy, đối tượng mới tinh và có cái giá trị là 1 2 3 0 0 0. Cái này là do bản chất của cuộc lệnh này, và a bây giờ nó sẽ trỏ vào đây. Trên khi thoát ra thì a cũ đây, vẫn vẫn là đây, không thay đổi.
Đấy, cho nên chúng ta chú ý là rất đặc biệt luôn cái này là vấn đề chúng ta phải hiểu cái hiểu cái như vậy là ở trong trong Python thì những cái hàm này này khi chúng ta chuyển dữ liệu qua cái hàm này thì bên trong này nếu mà cái đối tượng đó mà không thay đổi thì khi thoát ra thì cái giá trị đó không thay đổi, nó giống như là chuyển thống chuyển thăm thăm trị. Còn nếu mà cái đối tượng đó mà thay đổi với trường hợp là đối tượng đó là kiểu dữ liệu là khả biến thì khi thoát ra đối tượng sẽ thay đổi. Cho nên là ở trong như vậy ở trong Python thì như sau nhé, trong Python thì là cái việc truyền dữ liệu ở trong Python thì trong Python thì việc truyền truyền dữ liệu qua tham số qua đối số người ta đối số thì dùng tham số qua đối số của hàm thì là truyền gì, là truyền đối tượng, truyền đối tượng nhân, truyền đối tượng đấy, rất quan trọng. Với thế suy ra này, suy ra như sau, vì cái việc truyền dữ liệu qua đối số của hàm là truyền đối tượng cho nên chúng ta suy ra điều sau đây. Thứ nhất, nếu đối tượng của chúng ta là bất biến ở trong bản thân tất cả các đối tượng đơn là làm bất biến hết nhé, tất cả những cái như là số nguyên, số thực, số phức, kiểu kiểu logic hay là string hay là tuple là bất biến hết thì cái việc thì là nó giống giống như là giống với tham trị của Pascal, giống với tham trị của Pascal. Còn trường này là hoàn toàn giống nhé, Pascal. Còn hai, nếu đối tượng mà đưa đưa vào trong hàm ấy, đối tượng là khả biến thì chưa chắc. Chỗ này là phải chia làm hai, là phải chia làm hai trường hợp. Thì nếu mà trong hàm mà đối tượng không thay đổi, ta nghĩa là cái hoặc là trong hàm đối tượng có thay đổi, chúng ta là đối tượng là khả biến cho nên nó có thể thay đổi value, không thay đổi giá trị từ này đúng không, không thay đổi giá trị, hoặc là trong hàm đối tượng có thay đổi giá trị, có thay đổi giá trị. Thì nếu một trường này thì cái việc chuyển tham số nó giống như là tham trị, giống tham trị của Pascal. Còn trường này là nó giống tham biến của Pascal. Mấy bạn thấy là cái việc chuyển dữ liệu trong hàm Python nó khác hẳn đối với Pascal. Chuyện hoàn toàn không có cái gì là giống cả, giống này. Chuyện rất cẩn thận khi chúng ta làm việc với các cái hàm và biến nhé. Chúng ta nhớ lại là ở trong trong chương trình lớp 11 là dạy rất nhiều những cái lệnh mà các cái thuật toán sắp xếp số chẳng hạn, để tôi mô tả một cái hàm nhé. Đấy, sắp xếp ví dụ như là insertion sort đầu vào là một cái dãy A và đầu ra là cái dãy A đã được sắp xếp lại. Thì như lại lấy cái rất đơn giản thôi, n bằng len của for i in range từ 1 đến len A n này, n này. Xong chúng ta sẽ gì cho cái biến g y là y g trong khi mà g lớn hơn không n đây là biến xếp chèn nhé, g mà nhỏ hơn g trừ một thì chúng ta đổi chỗ a g và g trừ một
Được chỗ cho A duy trì một G. Đây là lệnh được chỗ của hai phần tử trong trong Python đấy, và G là duy trì một. Xong đó, cái đây chính là cái đây là cái hàm mà là thuật toán là sắp xếp chèn cho A. Gọi thế trong A này, trong cái hàm này, cái A này là thay đổi nhé, A này đổi chỗ tức là thay đổi đấy, cho nên cái việc chuyển này là nó bảo bảo toàn khi chúng ta thoát ra đây. A này, A tôi cho nhé, A tôi cho bằng là 3 1 8 0 9 2 7 như thế nhé. Như tôi insert chân sọt. Chạy nhé. Đây kiểm tra A này. Thấy A thay đổi không nào? Như vậy là cái khi ta truyền cái chị A là cái là kiểu dữ liệu là list, là kiểu dữ liệu là khả biến. Đấy. Nhưng mà khi mà tôi trong cái hàm này tôi thay đổi a, thay đổi đối tượng a, cho khi thoát ra là nó sẽ thay đổi, thấy không nào? Đấy, bạn thấy. Bây giờ giả sử nhé, tôi muốn là gì, tôi muốn là cái hàm này là hàm sẽ trả lại giá trị là một cái dãy thay đổi của a, nhưng mà tôi không muốn a thay đổi, tôi làm thế nào? Cách sửa được như này đây. Bây giờ tôi muốn là tạo ra một cái hàm là sắp xếp lại dãy a, nhưng mà tôi muốn là cái việc chuyển giá trị nó giống như là tham trị a thay đổi, nhưng nó trả lại giá trị là cái hàm là cái dãy đã thay đổi. Copy lại làm lại nhé, làm như này thôi. Đây, ta sửa một tí ra ngay nhé. Đây, chúng ta sửa một tí là như thế này. Ở đây chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ giữ nguyên cái a và chúng ta đặt b bằng, hay chúng ta đặt a cũng được, a bằng a copy. Cái này sẽ tạo ra một cái bản sao của a, nhưng mà làm một đối tượng mới để gắn đúng vào a. Khi gắn vào a như này rồi thì cái biến a bên ngoài là nó cái biến a này, biến a hai cái biến a trong a ngoài là nó khác nhau. Như vậy cái a thay đổi trong này thì nó không thay đổi ở bên ngoài nữa. Và ở đây tôi chỉ việc cái gì, tôi làm cái lệnh gì, tôi làm cái lệnh là return a là được. Đấy. Cái mẹo là với cái hàm này tôi làm như này thì tôi sẽ chuyển giá trị a và khi thoát ra thì a không thay đổi, nhưng mà cái hàm này trả lại cái dãy đã được sắp xếp rồi. Đây nhé, a của tôi sắp xếp lại a đây nhé, a này sẽ a là cái này nhé. Rồi tôi biết là b bằng insertion sort a, enter thì a nó không thay đổi, a vẫn như cũ rồi. A vẫn như cũ, nhưng mà B chỉ là cái dãy mới được xếp lại theo cho A. Đấy, đây là một cách là mẹo thôi. Là chúng ta muốn là không làm thay đổi cho các chị A bên trong này, chúng ta bản đặt lệnh này. Thôi chúng ta nghỉ ở đây nhé, vì hết giờ tôi không còn lúc nào tôi định nói thêm, nhưng mà thôi chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay mới xong được cái chương 4 đấy, là cái chương quản lý biến. Cái người học quá cái thời tiết vì cái chuyện này nó vô cùng quan trọng luôn. Cảm ơn thầy Hà. Nó rất quan trọng luôn, tôi rất quan trọng. Giáo viên sau này đi dạy mà không biết cái này thì sẽ rất rất lung túng, vì khi chúng ta làm thực hành, làm bài tập có rất nhiều nó bị vướng, và chúng ta không hiểu bản chất của nó thì chúng ta sẽ nói chung là sẽ không hiểu gì cả khi mà làm bài. Chúng ta nghỉ ở đây nhé. Em chào thầy ạ.